Thầy giáo nói những kẻ gián điệp ngày xưa hình phạt là cắt chim. Anh Tinh hỏi cắt có nhiều không ạ? À? Thế cậu dài bao nhiêu? Chắc cũng từng này thôi nhỉ? úi chả. <laughs> để về làm thì cần phải đi qua một con suối. Siêu xe bị chết máy rồi. Thôi để anh bế em lên giường. Ý. Quên. Để anh bế lên bờ cho khỏi ướt nhé. <laughs> một cô gái dùng còng số 8 xích hai tay anh Tinh vào thành giường cô ta muốn giết anh tinh rất may là anh tinh đã cưa thành giường từ trước tay cầm thành giường đỡ nhát đâm chí mạng dùng con chim non đẩy tung bướm cô ta lên rồi dùng chân đạp banh háng nữ sát thủ ép vào thành giường tiện thể cặp mắt cũng ngó một tí vừa lên đến phòng nàng ta bất ngờ ra đòn sát thủ thế là cuộc giao đấu một nam một nữ cứ thế diễn ra trong phòng kín ở bên trong anh chị đánh nhau tơi bời hoa lá ra sao thì bên ngoài trí tưởng tượng của James lại bay cao và xa bấy nhiêu. Có rồi trong chén xúc của tôi ông chủ cùng người làm khuôn mặt nghiêm nghị bước tới tưởng đền bù hóa ra là nhặt con ruồi lên đánh anh tinh nhiệt tình đập luôn chai rượu lao tới thì ra cả quán đóng kịch để khách sợ quá không đòi bồi thường <cười> <cười> này thì trộm chó này cho chết mị chúng mày cho trừ cái tội chôm chỉ nhé